Đầu tiên mình vào tư thế ngồi và hai lòng bàn chân áp vào nhau, mình sẽ vỗ nhịp cánh bướm. Bài này sẽ giúp chúng ta tăng tiết dịch khớp háng. Hãy thả lỏng hai vai của mình hít thở điều hòa. Tiếp tục qua bài tập thứ hai. Từ từ hít vào thì mình đẩy ngực, rướn ngực lên. Thở ra mình gù cong lưng, thu cầm về hõm cổ hít vào rưỡn ngực lên thở ra gù cong lưng mình hãy làm linh hoạt toàn bộ các háng và lưng của mình hãy làm 5 đến 7 phút mỗi ngày cho mỗi động tác các bạn nhé và đến nhịp cuối cùng thì chúng ta hãy dừng lại mỗi động tác 5 giây để cùng hít thở cảm nhận động tác thứ ba hai tay của mình đặt lên trên đầu gối khi thở ra hãy rướn dài cột sống về phía trước gập người xuống chán chạm vào thảm hít vào nâng người thẳng dậy ghép sát hai đầu gối mỗi lần thở ra mình rướn dài vươn dài cột sống về phía trước hít vào hai gối chạm sát lại với nhau hãy thả lỏng toàn bộ khớp háng và khớp hông của mình, hít thở sâu và nhịp cuối cùng hãy nhớ giữ lại trong 5 đến 10 giây các bạn nhé. Sang động tác thứ tư, hai chân của mình sẽ được tách ra chạm lòng bàn chân vào nhau, hai tay đưa ra sau hướng về phía hông, Thở hết thì mình cuộn sâu lưng, hít vào mình nâng hông lên, thở hết mình sẽ cuộn lưng, ghép hai đầu gối chán chạm gối. Và sang động tác thứ 5, hai lòng bàn chân ghép sát, hít vào hai tay của mình vươn lên, thở mình nhẹ nhàng gập sâu, vươn dài kéo giãn người về phía trước. Cảm nhận sự linh hoạt của khớp háng. Hít vào, hai tay của mình vươn lên, rướn ngực, mắt nhìn theo tay. Thở, hạ tay, đi dần hai tay về phía trước, vươn dài, kéo giãn hết mức có thể. Cảm nhận khớp háng của mình nha. Mỗi động tác hãy làm từ 10 đến 20 nhịp hoặc trong 5 đến 7 phút các bạn nhé. Động tác thứ 6 của mình đây. Bây giờ mình sẽ gập hai chân lại, hai mu bàn chân áp xuống thảm hai gót chân của mình áp sát vào hai bên hông hai tay vòng ra sau đầu ngón tay hướng về phía hông của mình hít vào hai tay của mình vươn lên áp sát băng tay thở hai tay của mình vòng ra sau hướng đầu ngón tay về phía hông nhấn đầu gối nâng hông lên cố gắng rưỡn căng cái ngực của mình lên mắt nhìn lên trần Hít vào, hai tay vươn lên, mắt nhìn theo tay. Thở hai tay vòng ra sau, nhấn gót chân, nâng hồng lên. Khi đến nhịp cuối cùng, các bạn hãy nhớ giữ nhịp trong 5 đến 10 giây. Chú ý vào hơi thở. Hãy hít sâu, thở chậm theo đúng động tác. Hít vào thì mình nâng lên. Thở, mình sẽ hạ xuống. Hít thì mình vươn lên di chuyển cổ nhịp nhàng theo hướng tay của mình, thở mình hạ xuống. Sau khi mà xong hết các động tác thì chúng ta nhớ để thư giãn và mỗi động tác các bạn hãy làm trong 5 đến 7 phút hoặc từ 10 đến 20 nhịp mỗi động tác nha. Bây giờ mình sẽ duỗi chân về phía trước, lưng nâng nhẹ hai chân thả lỏng nhé.